Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Như các bạn cũng biết thì Sony Xperia Z5 Premium là một trong số ít những điện thoại trên thị trường được trang bị cho mình cái màn hình lên tới là 4K. Và mình biết là có rất nhiều anh em thắc mắc là liệu rằng cái màn hình 4K đó sẽ giúp ích được gì cho chúng ta trong quá trình mà giải trí. Cụ thể ở đây là chơi game thì mình đang có ở đây là một chiếc Z5 Premium và cũng đang có ở đây là tựa game Lenovo Mobile. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ test thử cái hiệu năng của chiếc máy này ở trên cái tựa game này để xem liệu rằng là Sony Xperia Z5 Premium này có còn đáp ứng tốt được cho bạn trong nhu cầu chơi game, và cũng như là cái màn hình 4K của chiếc điện thoại này sẽ thể hiện được như thế nào ở trong cái tựa game này nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu vào tựa game thì mình sẽ cho các bạn xem ở phần setting. Thì mình đã bật mắc tất cả setting ở lên rồi. Ok, và mình sẽ bắt đầu tìm một trận đấu thường. Liệu rằng là cái tựa game Lenovo Mobile này có làm khó được chiếc Xperia Z5 Premium với con chip Snapdragon 810 và 3GB RAM hay không? Mình sẽ nhấn mạnh với các bạn một lần nữa là cái tính năng màn hình 4K này sẽ chỉ có tác dụng khi mà các bạn có những trải nghiệm như là chơi game hoặc là xem phim, xem hình ảnh gì đó thôi. Chứ còn trong những trải nghiệm bình thường các bạn thì nó sẽ vẫn chỉ là cái màn hình Full HD bình thường. Cho nên là các bạn sẽ không phải lo quá về cái vấn đề như là dung lượng pin hay là những cái trải nghiệm gì đó giật lag thì cái đấy sẽ không có nhá. Ok, những cái bước di chuyển đầu tiên, wow, khá là mượt mà cho cái con chip 810 này. Wow, mình cảm thấy khá là bất ngờ đấy. Thật sự là cái chiếc máy này cho mình những trải nghiệm nó tương đối là tốt. Dù gì thì nó cũng được trang bị một con chip đầu 8 đến từ Qualcomm, là con chip Snapdragon 810 mà. Thế nên mình nghĩ là cái tựa game Lenovo Mobile này sẽ không thể làm khó được với chiếc máy này. Và nếu như sau này có điều kiện thì mình sẽ có thể là thử nghiệm thêm một vài tựa game mobile khác còn đang hot thời điểm hiện tại, ví dụ như là Road Survival hoặc là PUBG Mobile chẳng hạn. Wow. Bây giờ thì mình đã cảm nhận được một phần gì đó có sự giật lag nhẹ. Tuy nhiên nó là rất nhẹ mà thôi. Mình cũng có thể trải nghiệm được tương đối là tốt đó. Như các bạn thấy nhá, trong cái lúc mà mình combat này này thì nó sẽ hơi xảy ra tình trạng giật lag một tí, một chút thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần các bạn hạ setting của nó đi thì các bạn sẽ trải nghiệm nó rất là bình thường thôi. Từ nãy giờ thì mình có trải nghiệm cái tựa game này được khoảng tầm gần 6 phút rồi. Về cái nhiệt độ của chiếc máy tỏa ra thì mình thấy nó không phải là quá mát mẻ, cũng không phải là quá nóng. Tuy nhiên thì cái điều này mình có thể hiểu được bởi vì là Sony Xperia Z5 Premium thì nó được trang bị cái thiết kế là mặt lưng bằng kính. Thì các bạn cũng biết rồi là mặt lưng bằng kính nó có ưu điểm hơn so với mặt lưng bằng kim loại là nó sẽ nhìn bóng bẩy và nó sẽ nhìn nó đẹp hơn so với mặt lưng bằng kim loại. Tuy nhiên thì cái việc mà hấp thụ nhiệt cũng như là tỏa nhiệt ở trên cái mặt lưng bằng kính ấy nó sẽ không được tốt được bằng mặt lưng bằng kim loại, cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy là nó nóng hơn. Thua rồi. Ok, như vậy là mình vừa trải nghiệm cái tựa game là Liên Quân Mobile ở trên chiếc Sony Xperia Z5 Premium này. Thì tóm gọn lại cái cảm nhận của mình đó là thứ nhất, chiếc máy này có thể đáp ứng được cho bạn trong những nhu cầu là giải trí, cụ thể ở đây là chơi game. Thì đối với lại tựa game Lenovo Mobile này, khi mình bật max setting thì trong quá trình chơi game thì nó có xảy ra hiện tượng giật lag. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ xảy ra những cái pha combat tổng. Thì lời khuyên của mình cho các bạn muốn mua chiếc máy này về để có thể là phục vụ nhu cầu chơi game thì các bạn nên lựa chọn tựa game phù hợp và các bạn nên setting ở nó ở mức trung bình cho đến thấp để có thể là trải nghiệm được mượt mà nhất. Và thứ hai là về khả năng cầm nóng như là khả năng hiển thị, thì thực sự là chiếc Sony Xperia Z5 Premium này cho mình một cái hiển thị nó cực kỳ là tốt với màn hình là 4K, dải màu được thể hiện được sâu hơn và cũng như là độ tương phản cao hơn. Nó sẽ đã hơn khá là nhiều khi mà các bạn trải nghiệm game ở trên những chiếc điện thoại với màn hình Full HD khác ở trên thị trường. Và cái cuối cùng đó chính là về mức giá. Thì đối với lại chiếc Sony Xperia Z5 Premium này, mức giá của nó hiện tại đâu đó khoảng tầm từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu thì mình nghĩ đây là một mức giá cực kỳ hợp lý cho một cái cấu hình là Snapdragon 810, 3GB RAM và một màn hình 4K hiếm hoi ở trên thị trường. Các bạn đánh giá sao về cái video này của mình và các bạn có yêu thích cái chiếc Sony Xperia Z5 Premium này không? Thì hãy để lại cho mình một ý kiến ở phần comment phía bên dưới nhé. Và các bạn đừng quên là like, share và subscribe Clickbait Channel. Còn bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau. Bye bye!